Chào các em học sinh, chúng ta tiếp tục học tiếng Việt chủ đề 4, kỳ nghỉ. Cô và các em cùng chơi một trò chơi với tên gọi con số may mắn. Dưới mỗi số là một từ, các em có nhiệm vụ đọc to từ đó lên. Bây giờ cô chọn số 1. Mời các em đọc. Ghế, gỗ, mời các em nhắc lại. Chọn số 2. Mời các em đọc. Gà, gô, mời các em đọc lại. Cô chọn ô số 3. Mời các em đọc. Chính xác, ghẹ. Cô chọn ô số 4. Các em hãy đọc to lên nào. Đúng rồi, ghe, đò. Cô có các tiếng sau. Hãy đọc thầm và sắp xếp các tiếng để tạo thành câu. Cô mời các em thực hiện. Các em hãy xem đáp án của cô và kiểm tra xem mình thực hiện có đúng chưa nhé. Bé vẽ gà và ghế. 2. Bé vẽ ghế và gà. Tranh và cho biết trong tranh vẽ những gì. Cô dành cho các em một phút để tìm ra câu trả lời nhé. Xa xa trên cánh đồng có các chú ngựa đang gặm cỏ. Cô có tiếng ngựa. Trên rẫy có trồng bãi ngô với những quả ngô chín vàng. Cô có tiếng ngô. Kế bên có chú nghé đang đứng bên mẹ. Cô có tiếng nghé. Dưới gốc cây hai người đang ngồi nghỉ mệt và trò chuyện với nhau. Cô có tiếng ngồi. Một người đang nói và một người đang lắng nghe. Cô có tiếng nghe. Các em thấy đều có âm ngờ. Cô tô màu đỏ. Nghe, nghe có âm ngờ. Cô tô màu xanh. Đó chính là hai âm chúng ta. Vậy bài học hôm nay của chúng ta cần tìm hiểu đó là âm ngờ, ngờ. Đây là âm ngờ. Các em chú ý nghe cô phát âm. Ngờ, ngờ. Mời các em đọc lại. Các em hãy quan sát và tìm âm ngờ. Chính xác, các em giỏi quá. Đây là những âm ngờ. Hãy quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ con gì. Đúng rồi đó các em, tranh vẽ cá, ngừ. Vậy, trong từ cá ngừ, tiếng nào có chứa âm ngờ? Đúng rồi đó các em, tiếng ngừ có chứa âm ngờ. Vậy cô sẽ hướng dẫn các em đánh vần tiếng ngừ. Bạn nào có thể nêu cấu tạo tiếng ngừ? Giỏi quá! Tiếng ngừ gồm có âm ngờ ghép với âm ư. Âm ngờ đứng trước, âm ư đứng sau, dấu quyền trên âm ư. Các con chú ý nghe cô đánh vần. Ngờ, ư ngư, huyền ngừ. Mời các em nhắc lại. Ngờ, ngờ, ư ngư, huyền ngừ. Cá, ngừ. Mời các em đọc lại. Đây là âm ngờ.
các em chú ý nghe cô phát âm. Ngờ, ngờ. Mời các em nhắc lại. Các em hãy tìm cho cô những âm ngờ có trên hình. Các em giỏi quá. Đây là những âm ngờ. Hãy quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì. Đúng rồi đó các em, tranh vẽ củ nghệ. Vậy trong từ củ nghệ tiếng nào có chứa âm ngờ? Đúng rồi đó các em, tiếng nghệ có chứa âm ngờ. Bạn nào có thể nêu cấu tạo tiếng nghệ? Giỏi quá! Tiếng nghệ gồm có âm ngờ ghép với âm ê. Âm ngờ đứng trước, âm ê đứng sau, dấu nặng dưới âm ê. Các em chú ý nghe cô đánh sờ vần. Ngờ ê nghe nặng nghệ. Mời các em nhắc lại. Ngờ, ngờ ê nghe nặng nghệ, củ nghệ. Mời các em đọc lại. Các em hãy đọc lại các âm này nhé. Ngờ, ngờ ư ngư huyền ngừ, cá ngừ. Ngờ, ngờ ê nghê nặng nghệ, củ nghệ. Mời các em luyện đọc lại. Bây giờ cô sẽ giúp các em phân biệt âm ngờ, ngờ nhé. Cả hai âm đều phát âm là ngờ, nhưng cách viết khác nhau. Để dễ phân biệt, cô gọi ngờ là ngờ đơn. Ngờ ba con chữ là ngờ kép. Ngờ kép thì được ghép với âm e, ê, y như nghe, nghề, nghi. Ngờ đơn ghép với tất cả các âm còn lại như nhà, ngõ. Em đã vừa học xong âm ngờ và ngờ kép. Cô và các em cùng nhau thư giãn nhé. Chúng ta cùng nhau hát bài Em đi qua ngã tư đường phố. Chúng ta cùng bước vào hoạt động tập viết. Các em hãy chuẩn bị bút chì, vở tập viết. Khi viết cần chú ý, ngồi thẳng lưng, mắt cách vở 25-30cm. Chữ ngờ viết. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em viết con chữ ngờ. Đầu tiên, chúng ta đặt bút trên đường kẻ 2. Viết con chữ N. Lia bút dưới đường kẻ 3, viết con chữ G. Điểm dừng bút ở đường kẻ 2.
Mời các em viết vào vở tập viết. Kế tiếp, cô hướng dẫn các em viết chữ cá ngừ. Đầu tiên, chúng ta viết tiếng cá. Cách một con chữ O, các em viết tiếng ngừ. Mời các em viết vào vở tập viết. Cô hướng dẫn các em viết con chữ ngờ kép. Đầu tiên, chúng ta đặt bút trên đường kẻ 2, viết con chữ N. Lia bút, viết tiếp con chữ G. Lì nét, viết tiếp con chữ H. Điểm dừng bút ở đường kẻ 2. Các em hãy viết vào vở tập viết. Cô hướng dẫn các em viết chữ củ nghệ. Đầu tiên chúng ta viết tiếng củ. Cách một con chữ O, viết tiếng nghệ. Mời các em viết vào vở tập viết. Và bốn tiếng sau. Các em hãy đọc thầm và tìm tiếng phù hợp với tranh. Cô dành cho các em 2 phút để thực hiện. Bây giờ, hãy kiểm tra đáp án của cô và xem mình thực hiện đúng chưa. Ngủ. Với bức tranh em bé đang ngủ. Ngơ ý.
Bức tranh một bạn nam đang suy nghĩ. Ngô với quả ngô. Và nhé. Các em thấy, ngủ là mỗi ngày các em phải nên ngủ đủ sức để có sức khỏe thì mới tiếp thu bài tốt. Ngô, ở miền Nam chúng ta còn gọi là bắp. Con trâu con còn gọi là nghé. Bây giờ cô và các em cùng nhau luyện đọc những tiếng này nhé. Ngủ, ngô, nghỉ, nghé. Mời các em luyện đọc lại. Đây là câu ứng dụng. Các em hãy đọc thăm và tìm tiếng có chữ âm chúng ta vừa mới học. Giỏi quá, tiếng nghé và tiếng ngô có chữ âm ng chúng ta vừa mới học. Các em chú ý nghe cô đọc. Ng, e, nghe, sắc, nhé, nhé, ng, ô, ngô, ngô, mẹ, chỉ, cho, bé, nhé, ngô. Mời các em luyện đọc lại. Các em vừa học xong âm ng, vậy hãy suy nghĩ và tìm các tiếng có chữ âm ng và ng kép. Thêm cho các em một số từ, ví dụ như ngã ba, ngõ nhỏ, nghỉ hè. Các em có thể tìm thêm những tiếng khác nữa nhé. Các em luyện đọc lại bài âm ng, ng kép, trang 46-47, chuẩn bị bài học tiếp theo. Cô chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở tiết học tiếp theo.